Vâng, xin chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một con đậy liền vang hiệu CB Acoustic. Con này là thương hiệu của Mỹ nhưng mà sản xuất của Trung Quốc. Và đây là hàng bãi Trung Quốc, nhập thẳng hàng bãi Trung Quốc. Chính vì vậy là em cứ nói thẳng luôn cho mọi người đỡ thắc mắc. Model là DS402. CB Acoustic DS402. Đây là mặt trước này. Đấy. Người nhìn về ngoại hình thì con này còn rất là đẹp. Đấy. Chỉ có một số con nó bị sứt một ít góc. Đấy. Có lẽ là còn rất đẹp. Đây là cái phần tinh chỉnh của con vang. Thì con này thì chúng ta chỉnh tay cũng được hoặc là chỉnh máy tính phần mềm cũng được, nó rất là đơn giản thôi. Thì tí em sẽ giới thiệu với mọi người cái phần chỉnh máy tính. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ruột gan của con đậy liền vang này. Đây là cái ruột của con DS402. Đây là phần công suất. Phần công suất con này sử dụng 4 sò Domino. Nếu nói về sò thì con này thua. Thua hẳn luôn. Vì nó sử dụng rất là ít sò, tuy nhiên là cái công suất nó rất là lớn. Công suất của nó chạy được một đôi full 30 thoải mái. Đấy. Mọi người đánh gia đình một đôi full 30 thoải mái hoặc một đôi BMB bát 25 hoặc là đam. Đấy. Bát 25 và đánh vô tư. Không phải nghĩ ngợi. Con này chạy mạch Class TD nguồn sung nhá. Rất ít sò, mọi người đừng hỏi con này bao nhiêu sò nhé, tại vì hỏi bao nhiêu sò là thua luôn á. Thứ hai là đây là cái phần vang. Con này sử dụng vang D4, CB Acoustic D4. Nó bê nguyên cái vị vang của con D4 vào đây. Chính vì vậy về giao diện phần mềm tất cả mọi thứ đều dùng của con D4 hết. Và đây em sẽ giới thiệu ra mặt sau. Đây là mặt sau của con đậy liền vang này. Có cổng quang Smart TV vào này, rất là tiện. Thứ hai là cổng đồng trục. Đây là ba cổng cắm mic. Mic dây hoặc mic không dây chúng ta được cắm ở đây. Đây là ba volume chỉnh mic. Đây là hai chế độ đầu vào. Đây là cái phần vang ra. Ví dụ chúng ta kết nối mà muốn kết nối với một con đậy để đánh thành 5.1 đấy, thì chúng ta sẽ kết nối từ cái này ra left right này, sup này, center đấy, kết nối một con đậy nữa. Còn đây là phần đầu ra của con đậy liền vang. Riêng cái vang này nhá, thì chúng ta đã mua con D4 nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu hàng bãi trên thị trường. Thì với cái con này với giá 4 triệu rưỡi thì thật sự là một cái giá cực kỳ hợp lý, và không có cái đậy liền vang nào mà là có thể hợp lý hơn. Và có nghĩa là có những cái con đậy liền vang rất là rẻ nhưng mà nó cái phần vang của nó sẽ không được như con này. Hiện tại em đánh giá con này là chưa có con nào hơn về cái vang nhại, và cái chưa có con nào hơn về cái thị trường đậy liền vang. Về cái phân khúc đậy liền vang, con này là hiện tại em thấy là nhất. Con này nó hơn hẳn các cái vang này, nó hơn hẳn các cái dòng X, X3, X5, X6 hoặc là đấy. Và cái tiếng reverb của con này rất nổi tiếng. Reverb của con này rất là hay. Đấy. Không không phải nói hay nhưng công nhận là cái vang của con này thật sự tuyệt vời.
Đây là cái giao diện của nó. Chúng ta về cái hướng dẫn chỉnh cái này thì là trên YouTube, trên mạng đã rất nhiều shop, rất nhiều đơn vị đã hướng dẫn mọi người. Chính vì vậy em sẽ không hướng dẫn thêm để cho nó đỡ mất thời gian mọi người. Đây, bây giờ là em sẽ bật cho mọi người tải cái phần mềm về. Để ví dụ như mọi người có thể là tự về mày mò hoặc là như thế nào. Tự mày mò hoặc là tự tinh chỉnh. Đây, đây là cái dây cái kết nối từ máy tính kết nối với con vang. Thì cái dây này em sẽ tặng cho mọi người. Đấy, để mọi người kết nối. Khi mà cắm vào thì nó sẽ báo đèn vàng ở đây. Bây giờ chúng ta kết nối sẽ tải từ trên mạng về. Ví dụ như gõ chữ phần mềm vang số D4. Đây, để mọi người xem. Đấy, gõ chữ phần mềm vang số D4 thì ở trên này, đấy, nó cũng đã có luôn. Chúng ta tải một cái driver của USB, nếu mà có rồi thì thôi. Sau đó là gõ cái phần mềm D4 này ra, tìm vào đây, tải về. Và khi tải về thì nó sẽ có giao diện như thế này. Đấy, và em đã giải nén ra. Và phần tiếng Anh cho dễ cài đặt. Kết nối thì trên con vang nó hiện PC connected. Nghĩa là nó đang kết nối với cái máy tính rồi đấy, và chúng ta có thể là tự chỉnh ở trên này. Đây, tự chỉnh ở trên này. Đây thôi. Đây, bây giờ là em sẽ test thử cho mọi người về một cái đoạn mic, cái tiếng 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 mic của con này. Lần một hai ba, mọi người có thể nghe thấy tiếng rất là hay, khi chỉ vượt vượt rất là hay. Lần một hai ba, rồi có một ngày sẽ là một ngày chim chiến tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thép gai sáng với hào sâu, lối châu mai với những địa đồi đã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại mãi bây giờ trả sung đã ai khi sạch nợ sông núi rồi. Lần một hai. Như vừa rồi là em đã giới thiệu với mọi người con đại liền vang CB Acoustic DF402. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của HBL. Xin cảm ơn mọi người.